sân vận động Harapan Bangsa đang tiến đến hoàn thành những hạng mục cuối cùng trước khi hoàn thành dự án cải tạo cho tuần lễ thể thao quốc gia Indonesia PON 2024. Công việc cải tạo được bắt đầu vào tháng 1 năm 2024 và có thể hoàn thành trong tháng 8 tới. Các hạng mục của sân vận động Harapan Bangsa đã được làm mới, bao gồm mặt cỏ mới và lắp đặt toàn bộ ghế đơn trên khán đài, trong khi mái che và nhiều hạng mục khác được cải tạo toàn diện. Sau cải tạo, sân vận động có sức chứa 18.000 chỗ ngồi. Chi phí cải tạo sân vận động Harapan Bangsa nằm trong gói ngân sách để cải tạo các địa điểm thi đấu của PON 2024 tại tỉnh Aceh, trị giá 536 tỷ rupiah. Nằm tại thành phố Bandar Aceh của tỉnh Aceh, sân vận động này được xây dựng từ năm 1991 đến 1996. Sau đó, sân vận động được mở rộng vào năm 2008. Harapan Bangsa sẽ là địa điểm diễn ra lễ khai mạc của PON 2024 tại Aceh và Bắc Sumatra vào tháng 9 tới.